cất tinh nhân giống một nốt kiểng lá có lá mẹ và không có lá mẹ khác nhau như thế nào? Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình xin sẻ mọi người một trong những cái trải nghiệm của mình trong cái việc mà cất tinh nhân giống kiểng lá. Thì đây là hai cây epipremnum pinnatum của mình uh, nhân giống cất tinh cùng một thời điểm nha. Và đây là sau khoảng cỡ là hai tháng cất tinh nhân giống. Thì đây là một nốt có lá mẹ. Thì đây lá mẹ của nó này mọi người. Lá mẹ này nha. Đó, mọi người thấy không? Nốt của nó này. Đó. Thì khi mà cất tinh nhân giống á, chúng ta cất tinh giống một nốt mà có lá mẹ và có rễ khỏe và mọi người thấy rễ của nó không? U là trời ơi, thì cái những cái lá non đầu tiên ra nó rất là khỏe và mọi người thấy đấy ha, à, lá này ra to đẹp chưa có xẻ, lá này ra có xẻ và lá lá ngọn ra có xẻ luôn rồi ha. Và đây là một nốt cất tinh nhân giống nhưng mà nó lại không có lá mẹ thì lá nó ra bé xíu như vậy này mọi người. Mặc dù mọi người thấy cây nó rất là đẹp đúng không ạ? Nó cũng ra tốc độ cũng ok, cũng ổn nhưng mà lá nó rất là bé. Thì hôm nay Huy sẽ giải thích tại sao lại có sự khác biệt khi mà nhân giống kiểng lá bằng pháp cất tinh có lá mẹ và không có lá mẹ khỏe ha. Thì đầu tiên á trong cái việc mà chúng ta nhân giống kiểng lá bằng pháp cất tinh và có lá mẹ khỏe, có bộ rễ khỏe thì đó là một trong những cái nốt kiểng lá tiêu chuẩn trong cái việc nhân giống cất tinh. Tại vì sao? một nốt như cái tinh nó có mắt ngủ này, có lá mẹ này và có bộ rễ khỏe thì khi đó đó cái nốt đó là một nốt hoàn thiện có tất cả các bộ phận trong cái việc mà để cung cấp cho tất cả các năng lượng sinh hoạt cho cây. Nếu mà nốt có lá mẹ thì thì chính cái lá mẹ này nó sẽ nhận ánh sáng quang hợp sau đó là cộng thêm kết hợp với dinh dưỡng và nước từ rễ hút lên đẩy lên cho lá mẹ thì khi đó lá mẹ đấy nó sẽ chuyển hóa được năng lượng từ ánh sáng quang hợp và nó kích thích cho ra được một cái mắt ngủ to đẹp và khi đó nó chuyển hóa năng lượng này tiếp tục tiếp tục nó nạp năng lượng cho rễ để rễ có thể phát triển tốt to khỏe và hấp thụ được nhiều dinh dưỡng hơn và nhiều nước hơn đó thì khi đó một chiếc những chiếc lá con ở mắt ngủ á, nó ra nó sẽ to và đẹp như vậy còn đối với cái việc mà mọi người kết tinh một nốt nếu như cái nốt đấy á, nó vẫn khỏe á nó không có bị thối bị gì hết thì nó sẽ phát triển chậm hơn một cái lá mẹ cái nốt có lá mẹ này xíu ha à, bởi vì sao bởi vì khi mà kết tinh một cái nốt cây chỉ có rễ khỏe không có lá mẹ có mắt ngủ thì khi đó ha cái cây cái, cái cái nốt đấy nó sẽ vào một cái trạng thái gần như là ngủ bởi vì sao không có cái lá mẹ để mà quang hợp để nhận được ăn sáng và nó truyền lại năng lượng để nó truyền lại cái, cái 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 năng lượng để cho rễ phát triển mạnh ha khi đó rễ cho nó phát triển yếu hơn này mọi người đó rễ nó phát triển không có nhiều lắm cái nốt đấy nó không hẳn là nó chết đâu nếu như mọi người sát khuẩn được cho nó thì nó vẫn ngủ và nó sẽ lấy hết cái năng lượng ở cái nốt đấy để nó đẩy cho mắt ngủ phát triển ra thì đó là cơ chế sinh tồn của những cái cây kiểng lá này ha nhưng cái nốt đấy sẽ phát triển chậm hơn nó sẽ từ 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 và khi đó cái mắt ngủ nó ra được lá đó thì lá đấy nó sẽ quang hợp và nó giúp cho rễ phát triển nhanh hơn, từ 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 hơn ha. Và như mọi người thấy ha, mặc dù hai cây cùng một chế độ phát triển như nhau, mình trồng trong một môi trường cùng dinh dưỡng, cùng giá thể dớn luôn, thì nhưng mà cái cây có lá mẹ phát triển rất là to và lá con nó phát triển to mạnh hơn. Và cái nốt này không có lá mẹ thì phát triển chậm hơn xíu và nó ra lá bé hơn rất nhiều ha. Cái này chắc phải còn lâu nó mới xẻ được. Đó là một sự phát triển khác biệt trong quá trình mà mình cất tinh một nốt có lá mẹ và không lá mẹ. Tuy nhiên khi mọi người cất tinh mọi người lưu ý là để cho cái nốt khô và cố gắng xét khuẩn cho nó tốt nhất có thể Thì khi đó nốt nó vẫn phát triển được bình thường Ok cảm ơn mọi người rất nhiều Và mọi người muốn xem thêm những clip hay á, thì truy cập vào blog Huy Kiển Lá nha Cảm ơn mọi người rất nhiều và chào tạm biệt